Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình What Do You Think? Bạn nghĩ sao trên băng tần AVA TV 57.7. Xin chào Lân Trường và Thảo Nguyên. Xin chào Thảo Nguyên và Hà Vi. Thảo Nguyên xin chào Lân Trường và chị Hà Vi và chào quý thính giả của AVA Channel. Rất vui được trở lại với quý vị. Lân Trường nghĩ là chắc không cần phải để những cái tên ngay phía dưới mỗi người đâu, tại vì khi chào ai trở lại thì đã bảo nó nhớ liền. Một cái tên được nhắc ba là hai lần mà quý vị. Đó thì á là quý vị thấy anh chị em chúng tôi hôm nay như thế nào ạ? Giống như đi hẹn hò phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Chưa kể là phía sau lưng của anh chị em tôi còn có những cái trái tim máy bay nữa kìa. Và không những vậy là anh Sơn Trần còn làm cho hai cái xin lỗi, cho mọi người ở hai bên còn có dòng chữ nữa. Believe in love, nhưng mà một bên là có dấu chấm hỏi quý vị nha. Thì quý vị biết mùa này là mùa gì rồi đúng không? Mùa đông. Tình yêu. Mùa đông. Mùa đông. Nghe câu hơi bị kết quốc Đâu đâu, mùa đông. Làm như cái người thiếu tình yêu hay sao á. Không phải, ý Hà Vi nói là mùa đông em cần gấu bông. Dữ dội quá. Thấy không, mùa Valentine là ai cũng trở nên là văn thơ đầy đầu không? Xuất khẩu hình thơ đâu mà. Mùa lãng mạn đó quý vị. Vâng, và cho nên đó là những cái mùa dịp, cái dịp Valentine này thì anh chị em với tôi muốn gửi quý vị một cái đề tài. Đó chính là tình yêu sét đánh. Thì liệu tình yêu sét đánh có thực sự tồn tại hay không? Chúng ta có tin vào điều đó hay không? Thưa quý vị nghĩ sao? Theo Thảo Nguyên thì Thảo Nguyên nghĩ rằng tình yêu sét đánh có tồn tại hay không là tùy vào cái cảm nhận và trải nghiệm của người đó. Thì theo thống kê và Thảo Nguyên có tìm hiểu chút xíu. Thống kê hả? Thì tình yêu sét đánh là có thật nha quý vị. Dạ, người trường hỏi là hãy định nghĩa thôi, cái tình yêu sét đánh là gì? Ồ, khoan là đang yêu nhau cái bị sét đánh tới hả? Thì đó, em đang hỏi định nghĩa tình yêu sét đánh là gì đó. À cái này định nghĩa của chị Hà Vi hơi lạ nha, đang yêu nhau mà sét đánh, cái này là do thiên tai rồi. thì đó cũng phải giải thích rõ. Không, thật sự tình yêu sét đánh nghĩa là cái tên thôi là mình đã thấy được ngay nó tại sao là nó gọi là sét đánh đúng không? Đó là không phải ngang trái mà là trời đánh xuống là ngang trái mới là đánh. Đâu có ngang trái. Thì cái đó nghĩa là một cái tình cảm đến rất là bất ngờ. Đúng không thưa quý vị? Thì cho nên là bất ngờ mà cái chính cá nhân của người đó cũng không biết là mình đã cảm và thích cái người kia, bởi vì nó rất là bất ngờ, nó xảy đến giữa hai người tự nhiên. Thường thì nó làm cho người ta cảm thấy là tay chân run rẩy, tim đập mạnh, rồi rất là phấn khởi muốn gặp người đó đúng không, hồi hộp. Nói chung là những cái cảm xúc mà cái chất dopamine trong người mình nó tiết ra, nó làm cho mình cảm thấy là rất là muốn được gần gũi, trò chuyện và tiếp xúc với cái người đối phương. Nhưng mà cảm giác là nó gọi là tình yêu sét đánh, nó chỉ là một cái sự bất ngờ bởi cái người đó thôi sao? Cái cảm giác, những cái cảm xúc đó là cái có những cái cảm xúc mà người ta muốn gần gũi, mà dĩ nhiên là nó có rất là nhiều hình thức, như là hình thức về gọi là về thể xác hoặc là về tâm hồn. Nhưng mà để mà trở nên một cái tình yêu mà nó bền vững và nó sâu sắc thì nó phải cần có thời gian. Đó là cái vấn đề Lương Trường muốn chỉ ra ở đây. Tại vì khi mà để xác định một tình yêu á, nó không phải là cái chuyện mà sớm hay muộn. Tại vì chúng ta biết á là một cái triệu chứng bệnh đi, nó có nhiều cái bệnh mà cái dẫn được triệu chứng đó, mà đâu phải là tôi đang người hơi mệt, là tức là tôi đang bị trúng gió đâu, chưa hẳn đúng không? Ta hay làm việc quá mệt, bị kiệt sức chẳng hạn, cho nên nó là cái việc chúng ta bị tim đập mạnh, hay là chúng ta bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài rồi đó, hay là bởi giọng nói hay là cái gì đó, đôi khi đó chỉ là một cái sự ấn tượng thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có thời gian dài để trải nghiệm. Và suốt thời gian dài đó thì không còn sét đánh nữa, tại không có sét đánh nào đánh vô một chỗ đánh đánh liên tục từ ngày này qua ngày kia. Không, người ta gọi là tại sao người ta gọi là tình yêu sét đánh, nghĩa là nó cái tình yêu đó nó xảy đến rất là nhanh chóng, nghĩa là mình falling in love với cái người đối phương đối diện của mình ngay lập tức, nghĩa là mình gặp họ mình cảm giác như là một cái sự gần gũi, một cái gì đó mà mình rất là muốn hàn gắn nhưng là ở gần cái người đó. Thì cái tình cảm đó nảy sinh làm cho mình chỉ thấy xung quanh mình chỉ thấy cái người đó, mình chỉ muốn ở gần người đó thôi. Thì cái đó nó có thật, vậy vì có những cái người họ đã trải nghiệm và họ thấy được cái sự gắn kết. Dĩ nhiên là trong cái giai đoạn đó người ta rất là yêu mến cái người đối phương đó, nó chỉ có khoảng thời gian đó thôi. Đó sét đánh sau khi mà hết sét đánh là tỉnh tỉnh giấc đó. Cũng có thể giống như Thảo Nguyên nói lúc đầu, thì sau khi mà
xét tan rồi đó, thì tình nó cũng có thể tan theo. Hoặc là mình có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn và mình nhận thức rõ ràng hơn thì mình sẽ ở với nhau và gắn kết với nhau dài lâu hơn. Theo Thảo Nguyên là có tình yêu xét đánh tồn tại, đúng vậy, nhưng mà nó chỉ là một cái khoảng thời gian nào đó hơn nhất định thôi. Luân trường là không tin cái điều đó. Luân trường nghĩ là có chuyện xét đánh nhưng chưa chắc có tình yêu, mà không thể nào có tình yêu trong lúc xét đánh được. Đầu tiên là sao? Khi mà chúng ta bị xét đánh, tức chúng ta có dòng điện truyền qua người, đúng không? Thì cái điều gì sẽ bị ảnh hưởng bởi người chúng ta? Não chúng ta chi nữa, đúng không? Khi nó ảnh hưởng đến não, tức là người chúng ta trong khoảng thời gian đó, chúng ta bị mất cái sự gọi là control bản thân, đúng chưa? Và khi mất control bản thân rồi, chúng ta không biết được, làm sao chúng ta biết được đó là yêu hay không, đúng không? Tại vì chúng ta mất control, sao ta biết đúng được đó là yêu hay không được? Đó chính là cái sự gọi là bản thân nó muốn làm gì, nó muốn thấy hấp dẫn với người kia thôi. Và đương nhiên á, đã gọi là yêu thì nó phải trải qua một cái sự suy nghĩ đắn đo và quyết định đồng ý với chuyện là tôi thật sự tôi cảm thấy có thích anh đó hay là có cảm tình yêu anh đó. Còn chuyện kia, đối trường theo đối trường nghĩ á, là những ấn tượng ban đầu gặp nhau một lời nói hay gì đó, nó chỉ là tạo chúng ta một sự ấn tượng bất ngờ. Bởi vì ngay lúc đó có những tần số có hai bên đã gặp nhau, chưa chắc nó gặp nhau rồi á thì nó là tình yêu. Nhưng mà thường trường nghĩ là đã gọi là tình yêu thì nó phải có sự trải qua chuyện là chúng ta phải có cái sự lý trí trong đó. Ok, tại vì vậy cho nên tôi mới yêu. Người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên, đúng không? Luân Trường và chị Hạ Vy đã nghe qua cái câu đó chưa? Đúng rồi, có nghe đúng rồi. Thì theo Thảo Nguyên nghĩ thì tình yêu có nhiều người họ có thể yêu rất là nhanh, rất là dễ, nghĩa là họ nhìn người đó tự nhiên mọi cái cảm xúc của họ, họ chỉ biết đến cho người đó thôi, và cái cảm giác lâng lâng, cái hương vị của tình yêu nó làm cho người ta cảm thấy là người ta đang yêu người đó, người ta có thể làm tất cả mọi thứ cho người đó, thì cái đó cũng có thể được gọi là tình yêu. Nhưng mà chúng ta có thể nghĩ là đôi khi đó là cái sự ngưỡng mộ không? Tại giống như bây giờ chúng ta nói gì là những người mà nổi tiếng bây giờ đi, sẽ có những người fan của họ rất là ngưỡng mộ, họ sẵn sàng làm nhiều thứ hết mình vì cái người đó. Đôi khi không, đó là cái cảnh ý Thảo Nguyên nói là yêu là cả hai bên đều là nhìn thấy nhau là yêu nhau luôn. Đúng còn rồi. Ngưỡng mộ là chỉ có một bên thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó khác đúng nhau. Rồi, đúng rồi. Thì có những cái tình yêu như vậy nó xảy ra, Thảo Nguyên tin là như vậy. À tức là Thảo Nguyên ý đó là phải có hai người cùng lúc thì mới đúng gọi là xét đánh. Đúng rồi. Còn ví dụ một bên nó là xét đánh hai người luôn đó. Còn ví dụ mà xét chỉ lỡ đánh một bên mà bên này nó né ra thì coi như là chưa phải là tình yêu. Không, cái đó là tình yêu đơn phương. Đơn phương. Cái đó không đúng là tình yêu xét đánh. Không, nếu như vậy thì Luân Trường hơi bất ngờ là tại vì cái chuyện á, tình yêu xét đánh á nó nói về cái chuyện mà nó là cảm xúc thôi. Còn cái chuyện yêu chưa chắc á, yêu đơn phương cũng là yêu mà, chứ đâu phải yêu đơn phương là không phải yêu đâu. Vậy tình yêu xét đánh cũng là tình yêu mà, đâu phải không phải là tình yêu đâu. Nhưng mà ý Luân Trường nói là khi người ta nói đến tình yêu, chúng ta phải có một sự đắn đo, suy nghĩ và rõ ràng trong cái việc á là thật sự chúng ta có thích hay không, hay nó chỉ là những cảm giác ban đầu bất ngờ lạ lùng. Không, cái lúc đó người ta yêu thật chứ. Thảo Vy nghĩ là họ sẽ yêu có, thật chứ. Theo Hà Vy nghĩ rằng là có những cái mối tình xét đánh ngay lần đầu gặp nhau họ yêu nhau và họ có thể có những cái kết thúc có hậu, nhưng cũng có những cái mối tình là chỉ chớp nhoáng thôi, nhưng mà có thể là do là nó không có tới đủ duyên thì thôi nó ngưng lại. Nhưng mà Hà Vy cũng tin vào cái điều mà Thảo Nguyên nói. Giống như cái phim Titanic đi, đúng không? Cái đó là tình yêu xét đánh gì nữa, nó xảy ra giữa hai người rất là nhanh. Phim mà. Không, nhưng mà cái phim đó là dựa trên một câu chuyện có thật. Đã gọi là phim là nó theo không. Dựa thứ rồi. Nhưng mà người ta nói là based on true story thì chắc chắn là câu chuyện nó có thật. True story là có người trong đó thôi, chưa chắc là nó thật hết đâu. Bao nhiêu chuyện cũng kêu là based on true story, nhưng mà trong quá trình nó diễn ra nó sẽ thay đổi nhiều thứ để làm cho nó bất ngờ. Nhưng mà chắc chắn là hai người có tình cảm với nhau ngay từ đầu. Đúng vậy. Và người ta hai người đó gặp nhau có tình cảm với nhau ngay từ đầu, không nghĩa là họ yêu nhau ngay từ đầu, đúng không? Họ yêu nhau. Họ đến nỗi cái người đàn ông đó sẵn sàng chết cho cái người phụ nữ đó, đúng không? Thì cái đó là tình yêu rồi. Không có tình yêu người ta không làm như vậy được. Hai bạn á là cái việc mà hai người đó gặp nhau đến lúc mà hai người đó chết á, nó vậy nó xảy ra ngay trong thời điểm luôn hay là nó phải trải qua một khoảng thời gian? Đâu có khoảng thời gian gì, rất là nhanh. Cái tàu đó bị đắm chìm là chỉ có một ngày sau thôi, đúng không? Đó, thì cái người đàn ông đó họ sẵn sàng chết người phụ nữ đó thì cái đó là một cái tình yêu rồi. Theo Luân Trường nghĩ á, là theo Luân Trường nghĩ nha, cái nhất á, bộ phim đó là được theo dựng có thể based on true story,
nhưng mà chưa chắc những tình tiết mình coi đó nó là thật. Nhưng mà cái bản cái gốc của không, nó chắc, đó là tình yêu giữa hai người có xảy ra. Nó có xảy ra nhưng mà không phải là tình tiết. Không, nó dẫn ra từ nó được phát triển thôi, nó phát triển nhanh. Ok, nhưng thì mà cái đó tình yêu xét đánh là nó phát triển nhanh đó luôn chứ. Còn tình yêu cái mà nó kéo dài, nó xét đánh đùng cái là xong một giây hai giây chứ. Không, xét đánh thì nếu như mà gọi là cái xét đánh mà đùng cái một hai giây thì đó là cái hiện tượng về vật lý thôi đúng không? Thực thể mình thấy thôi. Còn cái tình yêu thì dĩ nhiên làm gì yêu một hai giây, người ta phải yêu vài ngày, vài tháng, vài năm, nhưng mà ý là cái thời gian mà nó xảy ra rất là nhanh, tại vì okay, mình nhìn người đó là mình cảm giác yêu thương gần gũi. Cái đây là cái Lương Trường sẽ cái này Xuân Trường luận điểm của Lương Trường về cái câu chuyện Titanic giống như là Thảo Quyên nói nha. Đầu tiên hai người đó hai người có sự hút sức hút với nhau về cái nhìn đầu tiên, trước là cái đầu tiên sức hút nha, Lương Trường không nói là yêu liền. Cái thứ hai là cái hoàn cảnh của hai người đó có sự lạ khác nhau hơn. Một cái cô lúc nào cũng là quý tộc đúng không, còn một anh chàng rất là một dân chơi, rất là một cái gì đó nó rất là dân thường. Đó là cái sự lôi cuốn ở hai cái điểm khác biệt với nhau. Lương Trường nói sự lôi cuốn ở cái điểm khác biệt mình không có, mình chưa thấy, bất ngờ. Cái thứ hai nữa là anh cô này đang gặp những vấn đề trong vấn đề tình cảm nữa, gặp lúc anh này kế bên và những chuyện đó nó xảy ra như vô tình. Nó dẫn đến cái chuyện là hai người phát triển tình cảm nó nhanh, nhưng mà không phải là khi gặp đã yêu. Lương Trường thì không tin cái chuyện đó, tại khi đã yêu á là không cần chờ đợi gì nữa, vô gặp cái tôi yêu anh, tôi theo anh, tôi sẽ sạch chết với anh, tôi không cần biết những gì khác, tôi không cần biết anh lai, không cần biết anh lai, không cần biết em từ đâu đó. Không có những cái chuyện mà Lương Trường nói đúng không, không có những chuyện đó đúng không, vừa gặp nhau mà yêu được đúng không, gặp nhau được. Cái câu mà nói là tình yêu sét đánh á không phải là giống như là sét đánh là yêu nhau liền à. Nhưng mà có nghĩa là họ có cái sự cuốn hút ngay từ đầu, họ cũng đã có cảm tình ngay từ đầu rồi. Hà Vy tức là sét đánh có, tức là lúc đó là cái tình yêu nó bắt đầu nó xảy ra, nó bắt đầu nó chớm nở để mà nó phát triển và cái thời gian nó diễn ra tức là đến cái kết cục á là nó đúng như những gì mình cảm giác như lúc đầu. Đúng không, ý Thảo Nguyên là vậy không? Thảo Nguyên thấy hình như Luân Trường hơi bị rối á quý vị, không có hiểu okay, rõ cái vấn đề Thảo Nguyên cảm sẽ ở đây giải thích cho Luân Trường sau khi một vài giây phút dành cho thông tin quảng cáo quý vị nhé, và chúng ta sẽ trở lại ngay sau đây. Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 57.7 của đài AVA TV và chúng ta đang trở lại với chương trình What Do You Think, bạn nghĩ sao? Hôm nay với những bộ đồ rất hợp để hẹn hò như thế này thì chúng anh chị em tôi đang gửi đến quý vị một cái chủ đề, đó chính là liệu có tồn tại tình yêu sét đánh hay không và quý vị có tin vào điều đó hay không? Thì là lúc đầu qua cái phần đầu của cái show thì Lương Trường hơi confused chút xíu về cái cách mà diễn đạt về tình yêu sét đánh, tại Lương Trường nghĩ nếu gọi là tình yêu sét đánh tức là sao, cái sét gì đánh là chúng ta yêu liền đó, chúng ta không cần thời gian để mà suy nghĩ nữa, chúng ta đã khẳng định liền luôn. Nhưng mà đối với chị Hà Vy giải thích đó là chúng ta phải đợi khi mà sét đánh xong chúng ta bất tỉnh, chúng ta vô nhập viện, chúng ta hồi phục lại, chúng ta mới suy nghĩ chúng ta có yêu hay không, đúng không? Phải có thời gian, cũng là có thời gian mà cái việc sét đánh là cái sự bắt đầu đó. Bây giờ thì Thảo Nguyên nói là Lương Trường hơi confused thì Thảo Nguyên có thể giải thích lại cho Lương Trường hiểu rõ hơn. Cũng như trong phần đầu Thảo Nguyên nói rồi, tình yêu sét đánh là một cái thứ tình cảm nó đến một cách bất ngờ, làm cho cả hai người đó cảm thấy một cái sự gắn kết khi mà họ nhìn thấy nhau ngay từ ban đầu. Cho nên người Việt Nam mình có cái câu là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và có nhiều người đó thưa quý vị, Thảo Nguyên có nghe nói là họ biết ngay cái ý trung nhân của mình vào cái lúc gặp đầu tiên luôn, họ biết người đó là cái người của họ, là cái người vợ hay người chồng của họ luôn, và có những cái kết thúc rất là đẹp, những cái kết thúc có hậu. Và dĩ nhiên là cái nơi gặp như thế nào hoặc là bao lâu thì mình mới bắt đầu yêu cái người kia thì cái nói chuyện đó mình không nói trong cái chủ đề hôm nay, đúng không? Cho nên cái vấn đề mà tình yêu sét đánh có thật hay không thì theo Thảo Quyên được biết thì là có thật. Còn về cái sự trải nghiệm đó thì bây giờ để mình hỏi chị Hạ Vy và Luân Trường xem có trải nghiệm chưa nhé. Bây giờ Luân Trường đã bao giờ trải nghiệm chưa nè? Đúng rồi. Nghĩa là chưa? Để Thảo Quyên không hiểu về tình yêu sét đánh. Đúng rồi, để Thảo Quyên hỏi rõ là
tình yêu sét đánh, nghĩa là Luân Trường có một cái cảm giác là gặp một cái người phụ nữ hay là người đàn ông cũng được. Ủa, sao đang nhẹ nhàng đấy, nhảy không vậy cho nó công bằng, giới tính nhảy đổi lại thì Luân Trường có một cái cảm giác là kết nối gần gũi, tay chân run lẩy bẩy và tim đập loạn nhịp hay chưa? Tại vì thật sự Luân Trường định nghĩa là Luân Trường không có tin vào cái tình yêu sét đánh, Luân Trường chỉ tin vào cái sự thu hút của người ấy từ những cái nãy Thảo Nguyên nói là từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn đầu tiên tức là nó bắt đầu từ cái đó chứ không phải là nhìn cái là yêu liền đó. Luân Trường thì không có vậy, nhưng mà Luân Trường đúng là sẽ có những cái mà nãy Luân Trường giải thích đó là đôi khi những người đó có những cái nét gì đó mà thu hút chúng ta và nó thu hút, nó mạnh mẽ trong khoảng thời gian rất ngắn là chúng ta cảm thấy là hồi hộp đó. Luân Trường có chứ, cái chuyện nó xảy ra lúc Luân Trường khoảng chừng 11-12 tuổi rồi đó. Đó Luân Trường thì những cái và sau đó vẫn tiếp tục tiếp diễn cái dài 6 năm á. Cái dài 6 năm đối phương thôi à, tức là mình một phía mình thôi. Nhưng mà cái tự cảm giác đó nó vẫn kéo dài 6 năm như vậy. Nghĩa là mình gặp người đó là mình hồi hộp. Đúng rồi, mình cảm thấy gì giống như là mình cảm thấy là... Nhưng mà cái người đó lại không có cái cảm giác giống như đúng vậy. Rồi, đúng rồi. Thì cái đó lại gọi là tình yêu đơn phương. Đúng rồi, nhưng mà nếu như mà nói theo kiểu của Thảo Nguyên á, thì đó là tình yêu sét đánh đơn phương, tức là đánh một bên, bên kia né. Bên kia né hay quá, né kịp, không bị sét đánh. Toàn vẹn không sao cả, có cái người nào hơi xui bị đánh trúng thì phải yêu đó, thì đó thì đó thì Luân Trường vô tình là bị sét đánh, nếu như nói theo kiểu của Thảo Nguyên đi. Tại mà tại bản thân Luân Trường thì không tin vào cái chuyện đó, Luân Trường chỉ nghĩ là đó sẽ xuất khúc, mà thực sự là cái nét xuất đó nó vừa đúng ngay những cái mà mình nghĩ là mình sẽ rất là thích. Và không như vậy là từ cái lời nói, từ cái sự tính tình, những cái đó nó vô tình tô điểm lên cái chuyện đó lên là cho mình sẽ rất thích cái người đó. Đôi khi thấy người đó cười thôi là mình cảm thấy làm gì cũng được hết. Giống như là tự nhiên cái giờ chơi Luân Trường xuống cái đó mới gọi là yêu chưa. Luân Trường không dám nói yêu hay chưa tại lần nhỏ mình không dám nói được. Nhưng mà Luân Trường có những cái điểm rất là vui, ví dụ như là cái hôm đó là cái cô đó cổ như cổ không làm bài sao đó, cái xong bài giờ chơi xuống á, mình có 15 phút mà, nhưng mà Luân Trường thằng cầm cái bài cổ Luân Trường ngồi viết bài cho cổ luôn, ngồi ngay dưới cái sân trường, cổ ngồi kế bên, cổ ngồi coi mình làm, mà cổ nhìn mình cổ cười. Tự nhiên mình thấy cái việc làm mình nó rất có ý nghĩa, rất là hạnh phúc đó. Thì cái đó gọi là cảm giác gì? Cảm giác gì đó nó lâng lâng. Mà chưa phải là yêu. Chưa phải là yêu, tại vì mình không có xác định được. Mình biết yêu không, mà lúc còn trẻ mình sẽ biết yêu không. Nhưng mà mình phải xác định nhiều thứ khác nữa. Giống gọi như là mình thích thôi, phải không? Phải qua mới đầu là thích khó thôi. Khăn. Mình biết được mình yêu hay không. Không trải qua gì khó khăn thì đó sẽ, đối với trường nghĩa đó chỉ là những sự thu hút. Là thích thôi, đúng rồi, thích thôi. Còn chị Hà Vy thì sao, có bao giờ mà gặp anh chàng đẹp trai hay là cô nàng nào đó mà làm cho chị Hà Vy bị run rẩy tay chân, tim đập loạn nhịp? Rất là healthy nha, đi bộ mỗi ngày nè, không ăn uống healthy nè, dùng những cái loại supplement rất nhiều nè, cho nên nó rất là nhanh nhạy, nhiều khi né được sét á. Ý là chắc sẽ không bị á. Còn quý vị biết sao, cái lúc đó Hà Vy cũng còn trẻ lắm, lúc đó thật ra mình không biết là yêu hay chưa nữa. Thì lúc đó là chắc là thích nhau thôi thưa quý vị, mà được cái cả hai bên đều thích nhau. Nhưng chứ mà không ý là một phía. Ý là cái chuyện mà bắt đầu sự thích là như thế nào? Bắt đầu cái chuyện thích á là thế này này thưa quý vị, là cái bữa đó Hà Vy đạp xe đạp, thì xe đạp lúc đó nó bị hư. Có nghĩa là cái gì nhỉ, gọi tại vì là... nặng quá chạy nó không phải, nói chung là lúc đó là xe đạp mà gọi là cái gì mà Hà Vy quên sơn rồi. Không dây sơn hả? Đúng rồi đó, cái xe đó nó bị nặng quá ra đó thưa quý vị đó. Thì là bị hư thì mình phải xuống mình dắt bộ, thì cái anh này đó thì sau này mới biết là bằng tuổi nhau chứ không phải là lớn hơn mình. Thì anh mới đi cái xe máy đến gần hỏi có cần gì giúp không. Có xe máy đi kế bên. không là lúc đó là đã cảm thấy hồi hộp tự nhiên thì thích rồi thì, là luôn thì mình đang đi bộ mà dắt xe đạp, thì có một anh mà đến hỏi như vậy, thì mình nhìn thấy trông cũng không có cao ráo lắm, vừa vừa thôi nhưng mà nhìn rất là có duyên. Xe bự hơn xe mình là được rồi. chạy. Nhìn rất là có duyên thì thấy mặt là cũng hiền lành. Đó thì cũng bảo xe bị như vậy thì anh bảo vậy dắt vô trong này anh ấy sửa dùng cho. Ồ, sửa dùng cho. Đó thì có mình thấy có sửa dùng cho xe đạp được rồi là. Có hỏi số phone. Lúc đó chưa có số phone, xin số nhà thôi. Đang đi học hả? Đúng rồi. Lúc ảnh học chung trường không? khác trường. Lúc đó chỉ xin số nhà thôi, thì không có xin số nhà cũng không cho, cái bị sợ lắm đi theo luôn. Đó đi theo luôn đó. Đó thì lúc đó là cũng hơi thích nhau rồi đó thưa quý vị. Vậy là cái anh đó cũng xe cái thích liền luôn hả? Thích cũng nó vậy là anh đó cũng bị sét đánh lúc đó luôn. Đúng rồi. Biết tại sao quý vị? Chạy xe máy mà trong xe máy có gì, có sắt rồi. Có gì, có xăng dầu rất là dễ bắt lửa bắt điện kia. Bây giờ Thảo Nguyên nhận ra một điều,
hai người này là hai người từng trải tình yêu sét đánh mà cứ chối với Thảo Nguyên là không có tình yêu sét đánh, quý vị không có đâu, chỉ là sự thú vị thôi. Thì cái đó Thảo cảm xúc, cái đó là Thảo mình yêu người đó, mình làm cho người đó mọi thứ đó. Thảo Nguyên không có chối là không có tình yêu, Thảo Nguyên nói là có tình yêu sét đánh nhưng mà có duyên để đi với nhau suốt cuộc đời không là rồi, một chuyện rồi cuối cùng là duyên chỉ đi được tới trường thôi hả? Duyên đến trường thôi thưa quý vị, đó chỉ sau đó là đến trường rồi. Phải vậy là sau đó có không gặp nhau luôn hả? Không, sau đó là vô duyên, cũng vẫn là làm bạn với nhau nhưng mà sau đó thì đi theo gia đình và đi nước ngoài. À, là hết duyên. Chỉ cách đôi trẻ. Đó, thì chứ Hà Vi tin rằng có cái chuyện mà tình yêu sét đánh nhưng mà cái lúc đó mình nghĩ rằng là chỉ có thích nhau thôi, chứ chưa có phải là yêu nhau đâu. Mặt mũi phải dễ thương, nó chỉ dễ thương mới thương. Có duyên và phải ga lăng. À, ga lăng đó. Tưởng là cuối cùng đó là phải đưa xe máy cho chị Hà Vi leo lên chạy, còn anh chắc sẽ đạp đi kế bên. Không mà quý vị, nếu mà đưa xe máy thì mình lúc đó cũng chưa có biết lái xe máy đó. Mà mình đạp xe đạp bên cạnh có một người mà đi xe máy mà giống như bảo vệ mình thích lắm. Nhưng mà nếu mà đưa xe máy cho chị Hà Vi chạy luôn thì sao? Nhớ đâu chạy luôn thì sao? Thì bây giờ đâu có cái show này. Người ta có câu gì đó là thả con tép bắt con tôm mà ai về mất cái tiền chạy thì đó. Đâu biết được đâu phải không? Cuối cùng thả con tôm bắt được con rút à. Không bắt được gì luôn. Không bắt được gì luôn. Mất luôn. Thả con tép mất luôn con tép. Không mà nghĩ lại những cái kỷ niệm ngày xưa, những cái tình yêu mà mình không phải nói là sét đánh hay là không sét đánh đâu nhưng mà thích nhau cái kiểu đó nó rất là dễ thương. Đúng mà hồi xưa là gì? Hồi xưa không có tình yêu sét đánh thôi. Chỉ có tình yêu mà phụ huynh đánh thôi à. Lo học đi, yêu đương cái gì, đúng không? Đi đâu đến mấy giờ về, đó, đi với ai, thằng đó con nhà ai, làm cái gì, trời ơi. Hồi xưa đó là cái dù trời mưa đứng ngoài trời chưa chắc sét đánh á, nhưng mà chắc chắn phụ huynh đánh trước rồi. Không cần biết thế nào chứ, phụ huynh chia lẻ hơn sét cái gì nha. Rồi bây giờ hỏi lại Thảo Nguyên có nhiều trải nghiệm chưa? Người tin tưởng thì thường họ mới có sự trải nghiệm, họ mới đứng người trong cuộc thì họ mới rõ hơn. Nhiều khi ngược lại đó. Đúng rồi. Ủa vậy đúng hả? Lúc nãy Thảo Nguyên nói là theo như thống kê và Thảo Nguyên tìm hiểu thôi. Đấy. Chứ Thảo Nguyên có nói Thảo Nguyên trải nghiệm đâu. Đấy. Hai đâu? Người đi hỏi một người mà chưa với trái tim còn trong trắng thế này về tình yêu. Cái show này hơi bị ngược nha. Đấy. Cái show này hơi bị phèo phèo quý vị. Phải không? Nhưng mà như là, dạ, từ nhỏ vậy là Thảo Nguyên chưa bao giờ gọi là rung động tức thì với một người nào khác giới à? Nhìn mặt nghĩ sao? Hay là người, người cùng giới. Thưa quý vị, nói chung là qua mỗi cái giai đoạn trong cuộc sống thì mình có những cái tình cảm khác nhau, đúng không? Những cái rung động, những cái cung bậc tình cảm nó khác nhau. Chắc chắn là Thảo Nguyên cũng trải qua những cái cảm xúc cũng giống như vậy. Thì kể thêm một câu chuyện đi. Từ từ bình tĩnh. Chúng ta mỗi chuyện đó nè. nhiều lắm Thảo Nguyên nghĩ nhiều là lắm, nhiều lắm tại vì lúc nhỏ đó có những cái bạn trong lớp nè, những bạn trai trong lớp là thích Thảo Nguyên rồi, và Thảo Nguyên là biết thích một cái người bạn trai đó thôi, tại vì bạn đó hiền vậy thôi, là hiền thích đẹp trai không học giỏi. Thì trong lúc đó thì chắc đẹp trai, bây giờ thì khác, chứ còn lúc đó có những cái hành động nhưng mà khua ngầu không? Khua lắm nha. Lúc đó Thảo Nguyên buổi sáng đó tự nhiên mở cái cửa trên lầu ra, trên nhà mình có lầu, mở cửa ra thấy nguyên cái bịch ổi luôn. Nói, ủa ai mà quăng lên lầu mình nguyên bịch ổi vậy ta? Xong rồi cái xách bịch ổi theo lên trường đi học, cái nói với đứa bạn đó là sáng nay tự nhiên mở cửa ra thấy nguyên cái bịch ổi luôn, mà Thảo Nguyên thích ăn ổi. Cái thấy cái bạn trai đó là cái cổ giật gió đầy hết à. Cái xong cái đứa bạn kia nó nói còn ai nữa, tao với nó sáng đi bẻ trộm ổi xong rồi quăng lên sân thượng nhà mày chứ đâu. Rồi, chuyện tình anh bẻ ổi mà đi ăn trộm ổi. Ủa mà là sao, ăn trộm xong là phải đem qua nhà cho Thảo Nguyên không, đem người khác? Mắc cỡ đâu, đem quăng lên cái sân thượng nhà Thảo Nguyên. Ý là không sao? Đưa trực tiếp cho Thảo Nguyên. Mà có cho người khác không hay chỉ cho Thảo Nguyên? Không, cho Thảo Nguyên thôi. Vậy là nó có tẩm cảnh tình với lại Thảo Nguyên rồi. Thì đó, thì bởi Thảo Nguyên mới nói là cái bạn đó Thảo Nguyên cũng thích cái bạn đó. Nhưng mà giống như là hai đứa còn thích thôi, không bao giờ nói một lời nào hết, là thích tan thôi. Học luôn, là tính lúc mà tới lúc ra trường luôn. Không, đến ra lúc trường lên luôn. Lúc mà hết ăn ổi luôn. Trời ơi, tội nghiệp ông, nhà có bao nhiêu cái ổi, cái ổi đâu mà đem hết cho 3 năm, 4 năm trường, 4 năm học với nhau.
Mà tôi không, biết bao nhiêu trái ổi mà không, mà đi không bao giờ hết nhà này nhà kia hết. Tôi biết bao nhiêu trái ổi mà không lấy được một trái tim. Không, thì Thảo Nguyên cũng thích nhưng mà hai đứa không bao giờ nói với nhau một lời nào. Tại sao không nhau, chỉ nhìn nhau thôi. Mắc cỡ với là còn nhỏ mà lúc đó như khoảng à, vẫn là mới được phụ huynh lớp 6, lớp 7 đó. Đó, lúc đó mình cũng sợ lắm. À, Thảo Nguyên có nhớ tự nhiên lúc đó như là ra mùa hè đó là nghỉ học rồi, cái ở nhà Thảo Nguyên mới ghi tên bạn đó lên một cái tờ giấy. Cái bị mẹ phát hiện, mẹ nói: "Ủa gì vậy? Làm gì ngồi đó thẫn thờ? Ủa ghi tên ai vậy?" Cái thế là mắc cỡ quá. Nên mình tự nhiên cái mình bị thu hút lại, nên mình từ đó là không có dám thể hiện cái tình cảm ra ngoài nữa. Thì nhưng mà những cái kỷ niệm đó rất là vui, cho nên là tới bây giờ Thảo Nguyên vẫn nhớ cái câu đúng chuyện rồi, như vậy luôn. Tình đẹp là tình khi còn dang dở mới thôi, cho nên là còn dang dở nó vui lắm. Người ta nói sao nữa, lấy nhau về tình chỉ đẹp khi còn dang dở hả? Đúng rồi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi. Nó dang dở nó mới đẹp đấy quý vị, chứ nó mà đã trọn vẹn nó xong hết trơn rồi là không có nhắc tới đâu. Không biết là quý vị có những câu chuyện nào mà kỷ niệm đẹp như vậy thì có thể kể cho nên chúng tôi một cách gửi email với lại đến cái địa chỉ đang có trên màn hình, hay là có thể comment dưới cái video clip này trên YouTube quý vị nhé. Và thời gian cũng đã hết rồi. Thời gian hết rồi thì hai vị có muốn chúc khán giả gì không? Thì lúc chưa thì được chỉ muốn chúc với lại những cái team đang cô đơn đó thì mùa Valentine này sẽ rất là ấm áp nha. Có được những tình yêu sét đánh và nó đánh nhiều đập nha, chứ đừng có dừng là một cái hết đánh thì không đánh không đen xì luôn. Đúng rồi đó, phải vậy luôn á. Còn những ai mà đang yêu nhau thì sẽ lúc nào cũng nồng ấm với nhau hết, sẽ có được những cái dự định tốt hơn cho tương lai cho hai người. Còn những ai mà đang cãi cọ nhau á thì mau mau làm lành, tại vì cái mùa này mà không làm lành thì uổng lắm, một năm chỉ có một lần à. Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình. Cứ hãy yêu nhau đi quý vị nha, và chúc cho quý vị có một mùa Valentine thật là hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Happy Valentine. Happy Valentine.